Thế nào? Muốn uy hiếp tôi? Kiều Anna, cô xem thường tôi quá rồi đấy. Hất ra. Vệ Hàn Túc tôi được xưng là chiến thần của Hoa Hạ, chưa từng sợ ai cả. Cô nghĩ tôi sẽ sợ bọn cô sao? Cậu ta điên rồi à? Quân sự của nước A nổi tiếng toàn thế giới đấy. Vệ Hàn Tước, anh muốn dọa tôi? Hừ, không tin thì cô thử xem. Hai vị có gì từ từ nói. Xem ra chiêu này không được. Người đàn ông này kiên định như vậy quá quyến rũ. Không thể để họ biết mình đang hù dọa. Được thôi, vậy chúng tôi không tuyên chiến nữa. Tốt quá rồi, cô ấy thỏa hiệp rồi. Đây là bộ dạng người lãnh đạo nên có ư? Nhưng anh phải đồng ý với tôi một yêu cầu. Yêu cầu gì? Tôi muốn ở bên anh 1 tháng. Tôi rất bận. Không, người phụ nữ này. Thôi vậy, cũng hơn là đánh trận. Tôi đồng ý thay anh ấy. Quân quân, về nói sau. Công chúa điện hạ, chúng tôi nhất định sẽ thỏa mãn cô. Phải không, Hàn Tước? Ừ. Vậy sáng mai tôi sẽ chờ anh. He he, vậy Hàn Tước, tôi không tin 1 tháng mà còn không cưa đổ anh. Có phải anh giận không? Anh ở trong lòng em không quan trọng như vậy sao? Không phải đâu. Hừ, còn không phải. Tùy tiện đem tặng anh cho người khác như thú cưng. Nhưng nếu không đồng ý thì Tổng thống và Tào trưởng quan sẽ rất khó xử. Chiến tranh sẽ hại dân tốn của, không đánh là tốt nhất. Hừ, cùng lắm thì đánh với bọn họ 1 trận. Vậy cho dù hy sinh anh thì cũng không sao. Không phải đâu, em không muốn hy sinh anh, nhưng xem ra lần trước chưa cho em thấy rõ mức quan trọng của anh. Anh rất quan trọng với em, vậy nên em tin anh. Quân quân, em mong anh hôn người phụ nữ khác sao? Vệ Hàn Tước, anh dám. Anh chỉ thuộc về em, vậy mà em còn tặng anh cho người khác. Vì em biết anh sẽ giữ mình. Tin anh vậy sao? Người em yêu, em không tin thì tin ai? Nếu giữ quyền chủ đạo thì cũng phải thể hiện chút chứ. Sớm biết thế thì không đè lên rồi. Ừ, được không? Phụ, không được nữa rồi. Mai anh phải ở cùng cô ấy cả 1 ngày. Về em phải bù đắp cho anh đấy. Được. Em sẽ nấu món anh ăn thích ăn nhất. Em chê anh chết chậm quá à? Hả? Thật ư? Vậy ngày nào em cũng nấu cho anh. Ha ha ha. Được rồi, anh đầu hàng. Vậy vẫn bù đắp như thế này được không? Ừ. Vẫn là quân quân hiểu anh. Hàn Tước, em nghỉ ngơi xong rồi. Được, vậy chúng ta xung kích. À, vệ Hàn Tước, tiếp tục gọi tên anh đi. Phù, có phải tuyệt lắm không? Anh lúc nào cũng tuyệt. Tốt thật, tối nay chỉ có hai chúng ta. Còn tối nay à, anh nhìn xem mấy giờ rồi. Đúng nhỉ, muộn thế này rồi. Ừ, ai bảo anh lợi hại như thế chứ? Nhân lúc trời chưa sáng, tranh thủ thời gian, hả? Qua, em ngủ đây. Đúng, cùng nhau ngủ. Quân quân, hôm nay em định làm gì? Em hẹn thất ca đi đánh đi ra. Nhân lúc không có anh ở bên mà ra ngoài chơi cùng người đàn ông khác. Anh cũng ra ngoài cùng với người đẹp đấy thôi. Ồ. Được rồi, em biết sai rồi. Xem ra em quên hôm qua bị phạt gì rồi. Anh ghen cả với thất ca à? Ha ha, đùa em thôi. Anh không hề xem lục thất là đàn ông. Anh hơi quá đáng đấy. Hắt xì. Anh sẽ về sớm thôi. Em đừng chạy linh tinh đấy. Sớm, sớm cỡ nào? Em biết mà. Tiêu rồi, mình bắt đầu thấy không nỡ rồi. Tước gia, chuyện tôi bảo cậu, cậu đã nhớ rõ chưa? Tước gia, cái này có phải không hay lắm không?
cô ấy là công chúa đấy. Vậy cậu nói xem phải làm sao? Đích thân đi xử bọn họ à? Đừng đừng đừng. Vậy tôi làm theo lời anh. Cậu chỉ cần đảm bảo an toàn cho cô ta là được. Được. Tước gia, em muốn anh đưa em đi tham quan hoa hạ. Sao anh lại đưa em đến đảo thế? Trên núi này có thể nhìn toàn bộ hoa hạ. Vậy sao? Vậy không tồi. Hơn nữa còn một lý do là ở đây không có người ngoài làm phiền. Em biết ngay anh cũng thích em mà. Cô đừng nóng vội, hai chúng ta đi một mình đi. Vậy chúng ta mau đi thôi. Thế này đi, Kiều Anna, hai chúng ta chơi một trò chơi. Được thôi. Trò chơi gì vậy? Trốn tìm. Cô đi trước đi, tôi giải quyết họ rồi đến tìm cô. Ok. Công chúa, đừng để mất dấu. Đã hiểu. Các người muốn làm gì? Hai vị vất vả rồi. Bịch, a, à, người đâu, lôi bọn họ đi. Còn sống không? Vâng. Trưởng quan, vậy ngài, tôi đi cùng các người. Hôm nay không tôi. Mình đi tắm, lát nữa vệ hàn tước đến thì he 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 he. Dễ chịu quá. Hừm, khe. Rắn, băng. Người này là thuộc hạ của vệ hàn tước. Nhìn kỹ thì sao lúc trước không để ý. Không ngờ cũng đẹp trai đấy chứ. Ngại quá, công chúa cứ tiếp tục đi. Cô ấy làm gì vậy? Không sao, không sao. Thuộc hạ sẽ âm thầm bảo vệ công chúa. Đại đã, vệ hàn tước đâu? Làm gì vậy? Anh thất, sao chẳng tiến bộ chút nào vậy? Ai bảo vậy? Mấy ngày nay anh đều luyện tập với Lịch lão nhị đấy. Xem ra anh ấy cũng chẳng ra sao. Cái tước gia, sao tước gia lại đến đây? Chẳng phải đi cùng công chúa rồi sao? Anh né trước đây, quân quân bảo trọng nhé. Anh thất thế nào, em lợi hại chứ? Cạch. Không tồi. Ha ha, hàn tước. Chẳng phải anh nên ở cùng Kiều Anna sao? Thế nào, không muốn gặp anh? Vậy cô ấy, một tháng nay cô ấy sẽ không xuất hiện nữa. Lẽ nào anh? Em đừng lo cho người phụ nữ khác nữa. Lúc nãy em mới một gậy mà đánh hết bóng đấy. Anh còn có một gậy vào lỗ đây này. Em có muốn xem không? Anh định đánh góp à? Đây là kỹ năng riêng của vệ hàn tước anh. Anh nói gì vậy? Quân quân, em biết rõ mà còn hỏi. Nơi này không tồi, chúng ta chưa từng thử. Nơi này đông người lắm. Có anh ở đây, em nghĩ còn có người khác sao? Suy cho cùng vẫn là tước gia. Thôi vậy, em muốn đến nơi đông người thì cũng được. Ha ha, vậy xem em thể hiện. Cởi, em lo lắng cho anh không? Vén, anh ấy quyến rũ mình. Đương nhiên là lo rồi, hàn tước nhà em đẹp trai thế này mà. Đáng tiếc, những người phụ nữ đó không đẹp bằng em. Ý là nếu có người phụ nữ đẹp hơn em, trong mắt anh chỉ có em thôi, không nhìn thấy người phụ nữ khác. Đúng là khéo miệng. Anh nói thật đấy, em thật hạnh phúc. Anh sẽ để em càng hạnh phúc hơn. À, kỹ thuật góp của anh thế nào? Đỏ mặt, anh hư thật. Quân quân, tiến thêm về trước nữa đi. Quân quân, eo anh nhỏ thật đấy, sờ. Tuy nhỏ nhưng có lực lắm đấy. Anh nhẹ thôi. Ưu điểm của chồng em không chỉ có vậy đâu. Quân quân, tháng này anh sẽ ở bên em. Lẽ nào anh muốn tiếp tục thế này cả tháng ư? Em nghĩ gì vậy, lật? Không, em đâu có. Xem ra em thấy chưa đủ nhỉ? Tay của anh ấy đẹp quá, nóng quá. Đầu óc thật mơ hồ, không suy nghĩ được nữa rồi. Quân quân, dậy đi. Em đang tỉnh. Hàn tước, lần sau chúng ta có thể nhẹ nhàng hơn không? Được thôi. Sao em không tin nhỉ? Ha ha, chúng ta có thời gian mà. Từ từ thử kiểu thì em thích. Hừ, dù sao lần nào em cũng mệt gần chết, còn anh thì lại rất hưởng thụ. Vì anh lợi hại mà. Lặng choạng chào đảo. Cạch, thị vệ của vệ hàn tước, anh ra đây, yên lặng. Hừ, tôi không tin anh không ra. Ai da, uất ức, đáng thương. Soạt, công chúa, cô không sao chứ? Hu hu.
Công chúa cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Anh phải hứa với tôi là không được chạy. Ơ, công chúa, cô mau buông ra. Không. Anh tên gì? Tôi tên Cung Tuấn. Anh là thị vệ của Hàn Tước. Thời buổi nào rồi mà còn gọi là thị vệ nữa chứ? Ách, là phó quan. Vậy vệ Hàn Tước đâu? Tước gia có chuyện đột xuất nên đi trước rồi. Bắt đầu từ hôm nay sẽ do tôi phụ trách an toàn của công chúa. Vệ Hàn Tước chết tiệt, dám chơi khăm mình. Chừng, cũng được. Anh bế tôi ra tảng đá kia đi. Tôi trạch chân rồi. Sao thế? Vâng. Vụ việc tước gia giao khó làm thật đấy. Công chúa xin thất lễ. À. Chà, nhìn gần thì càng đẹp trai. Công chúa ngã ở đâu vậy? Chỉ... Chỗ này ư, tôi xoa bóp giúp cho cô. Xoa. Không tồi, vừa đẹp trai lại dịu dàng. Khụ khụ, xem tôi cưa đổ anh đây. Cung Tuấn, lúc nãy anh nhìn thấy tôi tắm rồi đúng không? Không, tôi không thấy gì hết. Ở đất nước của chúng tôi, phụ nữ chưa kết hôn mà bị đàn ông nhìn thấy cơ thể thì phải gả cho người đó. Nếu không sẽ bị xử tội chết. Cái gì? Công chúa, tôi thật sự không nhìn thấy gì hết. Có phải anh không muốn cưới tôi không? Bây giờ tôi chết luôn cho rồi. Huống hồ xung quanh cũng không có ai, đâu có ai biết đâu. Hu hu. À, đừng mà, công chúa. Vậy anh bằng lòng cưới tôi rồi phải không? Không phải. Đẩy mạnh. Công chúa muốn làm gì vậy? À, đoán xem. Nếu tôi đã là người của anh thì chúng ta... Tuấn Tuấn, xem ra chúng ta mới là một cặp trời sinh. Sao lại là người của mình rồi? Đợi đã. Ơ, công chúa, chẳng phải cô thích tước gia sao? Đó là vận mệnh trêu đùa với tôi. Anh mới là hoàng tử thượng đế ban cho tôi. Công chúa. Không, không được đâu. Tuấn Tuấn, đừng từ chối tôi mà. Làm sao đây, làm sao đây? Tìm thượng đế đi, chúng ta sẽ là sự kết hợp hoàn hảo nhất. Anh xem, anh cũng không đợi được nữa rồi. Cơ thể không nghe lời. Tôi chuẩn bị xong rồi. Anh cởi giúp tôi đi. Cởi ra. Mình đang làm gì thế này? Tôi biết ngay là anh thích tôi mà, đúng không? Nóng quá. Gọi tôi là Kiều Anna. Ừ, Kiều Anna. À, tôi. Phù, cuối cùng anh cũng là người của tôi rồi. Nhưng chuyện kết hôn, anh muốn đá tôi, vậy thì không đơn giản là đánh trận đâu. Ý tôi là, chuyện kết hôn có cần báo lại với tước gia không? Được, cười lên trông đáng yêu quá. Hàn Tước, anh không qua đó thật sự không sao chứ? Ừ, Cung Tuấn giải quyết được. Nhưng lỡ cấp trên biết thì không hay lắm đâu. Ừm, cũng có thể. Qua, cuối cùng cũng đến lượt em rồi. Lần này em phải trả thù mới được. Quyến rũ thật đấy. Yeah. Ờ, Hàn Tước đâu rồi? Em không nên quyến rũ anh. Sao thế? Ừ. Soạt, đè xuống, hự. Sao anh lại thế nữa? Cổ áo em thấp quá. Tại góc độ của anh đấy, sau này không được đi đánh bia với đàn ông. Vậy với anh thì sao? Đương nhiên anh là ngoại lệ. Anh ngang ngược quá đấy. He he, không sai. Anh nghĩ về câu hỏi khi nãy của em rồi. Chuyện Kiều Anna ư? Ừ, thế nào? Không thể để cấp trên phát hiện. Vậy nên anh quyết định. Quyết định gì? Biến mất một tháng. Biến mất một tháng. Ừ, anh và em cùng biến mất một tháng. Đến một nơi chỉ có hai chúng ta. Đi đâu? Đi thôi. Ơ, đi đâu? Biến mất. Trực thăng. Sao ở đây lại có trực thăng? Em tưởng anh đến đây kiểu gì? Khâm phục. Qua, trực thăng này ngầu quá. Thích không? Thích. Tặng cho em. Cái này mà cũng tùy tiện tặng được sao? Cái này là của anh mà. Đương nhiên là của em rồi. Qua, anh giỏi thật đấy. Giỏi ở đâu? Ở đâu cũng giỏi. Là chỗ này.
Tiêu rồi, hình như nói sai rồi. Khụ, chúng ta đến đâu thế? Cốc Cầu Vồng. Cốc Cầu Vồng đó là nơi nào thế? Một hẻm núi, nghe nói ở đó có một loại hoa. Nếu cặp đôi yêu nhau có thể tìm thấy thì sẽ được bên nhau đến già. Anh còn tin cái này à? Không được sao? Ừ, cũng được, dù sao cũng rảnh, đi tìm đi. Sẽ. À, chào Đạo. Quân Quân, sao thế? Anh sao thế? À, xin lỗi, có bị sao không? Tay của em. Anh không biết. Em giúp anh xem thử đi. Anh lại đùa nữa. Anh không đùa. Quân Quân, anh nói thật đấy. Ở đây còn có người đấy. Họ không nhìn thấy đâu. Ở giữa có vách ngăn, yên tâm đi. Anh chắc chứ? Lúc nãy anh bị em làm bị thương rồi. Em phải chịu trách nhiệm. Lẽ nào vách ngăn đó không phải kính bình thường? Bị thương mà còn động đậy. Anh không động, em không động. Vậy tay của anh đang làm gì thế? Sao anh chuẩn bị nhanh thế? Anh luôn sẵn sàng. Ừ. Trực thăng có cho Đạo không? Vừa hay có thể giúp em luôn.